Chào buổi sáng, chào mừng các nhà đầu tư đến với bản tin tóm tắt thị trường. Hôm nay chúng ta sẽ cùng điểm qua các tin tức về đồng euro, đồng đô la Mỹ. Cụ thể là các xu hướng và tác động của cặp tiền tệ này đến thị trường tài chính thế giới. Mời các nhà đầu tư gặp chuyên viên Tuấn Anh đến từ phòng giao dịch của chúng tôi. Xin mời Tuấn Anh. Cặp euro đô la Mỹ đã tăng 0,6% trong phiên gần nhất, ROC chuyển mạnh sang khu vực tích cực. Cặp đô Úc đô Mỹ đã tăng 1,9% trong 3 phiên gần đây, chỉ báo Williams di chuyển mạnh vào khu vực mua quá mức. Cặp đô la Mỹ Yên Nhật đã giảm 1,1% trong phiên gần nhất, chỉ báo dao động cuối cùng rơi vào khu vực tiêu cực. Cặp bảng Anh đô la Mỹ đã tăng 1,1% trong phiên gần nhất, chỉ số RSI đang tăng lên và hiện có tín hiệu tích cực. Tiếp theo là các tin tức tài chính quan trọng trong ngày hôm nay. KOF tăng, kéo franc Thụy Sĩ tăng theo. Đồng franc Thụy Sĩ tăng vọt sau một vài ngày giảm giá, ghi nhận mức tăng đáng kể so với đồng đô la Mỹ sau khi chỉ báo KOF của Thụy Sĩ tăng, kỷ lục buồn của Anh Quốc. Các báo cáo khẳng định mức suy giảm GDP của Anh 20,4% trong quý 2 năm nay là mức suy giảm tồi tệ nhất trong các nền kinh tế của các nước phát triển trên thế giới. Giá dầu bị giới hạn bởi lợi suất của Mỹ. Lợi tức trái phiếu Mỹ tăng đã ngăn đà tăng của giá dầu thô Brent và dầu WTI giảm và các hợp đồng của chúng chuyển sang vùng không có bất cứ các yếu tố hỗ trợ hoặc hợp lưu nào. Cảm ơn bạn. Tiếp theo, hãy cùng cập nhật các sự kiện kinh tế quan trọng nhất hiện nay. Cân đối ngân sách của Canada sẽ được phát hành lúc 13 giờ GMT. Đấu giá hối phiếu 3 tháng của Hoa Kỳ lúc 13:30 GMT. Đấu giá hối phiếu 6 tháng của Hoa Kỳ lúc 13:30 GMT. PMI sản xuất của Úc lúc 21:00 GMT. Tỷ lệ thất nghiệp Nhật Bản lúc 21:30 GMT. Và tín dụng khu vực tư nhân Úc lúc 23:30 GMT. Chúng tôi hy vọng rằng bản tin tóm tắt thị trường ngày hôm nay đã thực sự giúp ích cho các nhà đầu tư. Hẹn gặp lại vào sáng mai với những tin tức và sự kiện mới nhất từ thị trường.